Hôm chu đã ổn rồi. Đứa bé rất khỏe mạnh. Con gái anh xinh cực luôn đó. Như là công chúa vậy. Đông Hyun bây giờ trở thành chị rồi ha. Wow, cháu của em xinh quá à. Như là một thiên thần vậy. Em còn đó Đông Hyun à. Chào mừng em đến với thế giới rực rỡ này. Mọi chúng ta ai cũng đều mong muốn được kết nối rộng với bên ngoài và luôn cả việc tiếp xúc với mọi người. Đó chính là bản năng vốn có của loài người và nó đã có sẵn trong từng ADN. Santa Maria của chúng tôi trong quá trình nghiên cứu và tạo ra robot AI tân tiến hôm nay luôn để ý tới bản năng này. Với robot AI có khả năng trao đổi tình cảm với con người như giữa hai người thật, thì thế giới này nơi ta sống sẽ thay đổi ra sao? Đối với những người đang bị mệt mỏi về thể chất lẫn tinh thần, khi họ được những robot đã được nhập vào khả năng trao đổi và biết an ủi dỗ về, thì đó sẽ có ý nghĩa ra sao? Và tôi tin chắc rằng đối với những con người sau này sẽ có một ý nghĩa vô cùng nhân văn. Tình cảm và cảm xúc giữa người với người đối với nhau rốt cuộc có sự khác biệt ra sao với những loài động vật khác? Tất cả chúng ta sẽ được thấy rõ qua robot AI mang tính chất cách mạng công nghệ này. Điều cuối cùng hôm nay, nhóm Santa Maria chúng tôi xin được tiết lộ chút về thành quả nghiên cứu đột phá này, và đồng thời cũng xin phép được lấy tên của chủ tịch Park Sung Jin quá cố để đặt cho robot. Thưa quý vị, tôi xin giới thiệu robot Android viết tiếp lịch sử cho ngành phát triển robot. Ra đây nào. Bây giờ anh xuất phát đi. Chúng ta chuẩn bị theo kế hoạch nha. Phải. Vậy thì cuối tuần này mọi người giữ tài liệu đi. Sáng thứ hai chúng ta sẽ họp lại lần nữa công ty. Tôi hiểu rồi. Dạ, tôi hiểu rồi. Được rồi, mình nghỉ thôi. Tôi xin phép đi trước nha. Dạ. Đi thôi. Được thôi. Đi bây giờ chắc lại đến kịp giờ anh ha. Ừ, chắc chắn sẽ đến kịp giờ mà. Bình sữa, khăn, rồi lấy tỏi. Mình ơi. Ôi, xem nào. Bế con đi, cẩn thận nha. Đừng có khóc nha, để ba bế đó. Đừng có khóc nha con. Ba thương mà. Tới giờ rồi, nhanh đi em à. À, em gần tới nơi rồi, em đã từng thấy tòa nhà anh nói rồi. Em sẽ đi nhanh đây. Quý khách hàng có thể trực tiếp tới để lựa chọn mẫu mã. Cô có cung cấp dịch vụ khắc chữ lên đèn luôn không? Đương nhiên rồi. Màu sắc này liệu có thể thay đổi được hay không? Tôi vẫn chưa nghĩ tới việc thay đổi màu của nó. Nhưng có thể là sẽ thay đổi được. Được rồi, cô có thể gửi cho tôi hành mẫu cuối tháng này và còn lại sau 2 tuần nữa. Dạ, không thành vấn đề.
Vậy trước khi hàng được giao đến tay, chúng ta có thể thử diễn tập với nó và tiến hành việc mở rộng mạng lưới phân phối cho nó. Ồ, tuyệt lắm, cứ làm như vậy đi. Cậu nghĩ sao về việc dùng mạng xã hội để quảng bá cho món hàng lần này? Đèn trái tim dựa trên nền tảng kết nối mạng, tôi nghĩ sẽ rất nhiều người thích nó đấy. Chắc chắn ý kiến này rất hay. Tốt lắm. Anh thật sự nhớ em lắm đó. Mừng anh xuất ngũ trở về, anh vất vả rồi. À, rốt cuộc thì ngày này cũng đã chịu tới với chúng ta. Anh không đói bụng hả? Anh đói lắm chứ. Đi thôi, mọi người đang đợi anh ở trong nhà đó. Ôi, em có quá chừng chuyện muốn nói với anh luôn. Gì vậy? Hôm nay em đã ký hợp đồng với bên thu mua nước ngoài đó. Một hợp đồng cực lớn luôn. Một chuyện nữa, thời gian qua em có nghĩ ra một ý tưởng mới rất hay. Đó chính là nụ hôn đó sẽ được thực hiện vào khoảnh khắc này.